Sau thành công mùa giải đầu tiên, chương trình Người mẫu nhí Việt Nam mùa thứ 2 2019 do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa chính thức khép lại. Sau 6 tháng khởi động, với các phần thi tài năng, ban tổ chức đã chọn ra được ngôi vị cao nhất. Chương trình Người mẫu nhí Việt Nam được xây dựng theo format truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh vào cuộc thi, hiệu ứng cùng sự lan tỏa sau chương trình mùa đầu tiên đã giúp ban tổ chức cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh hơn quy mô và nội dung chương trình trở nên gần gũi thiết thực chất lượng thí sinh năm nay cũng được đánh giá cao tại đêm chung kết các phần thi như kết quốc trong trang phục tự chọn trang phục truyền thống gia hội thi tài năng và ứng xử đã lần lượt được diễn ra các thí sinh dù nhiều tuổi nhưng thông qua thời gian luyện tập chuẩn bị đã có những bước đi thần thái thể hiện được sự chuyên nghiệp trung cuộc giải nhất thuộc về bé nguyễn huy việt giải nhì thuộc về bé nguyễn ngọc khánh ly và giải ba thuộc về bé đặng tài anh